Hay lắm, hay lắm. Không nên nói. Lai lần đi. Ha, có được nghiệp nghề. Lên lâu mình. Lên lâu hả? Để coi. Nét mình xa đi, bỏ hình đi. Nét xa. Hình khẩu bỏ mình đi. Sao mày đi đó? Ai nóng Việt cập ai nóng Lào mà chín lên sáu chín đó. Nên sao chín tới đây sao Lào đó. Ừ. Vì sao chín mà sao Lào chứ? Sao Lào? Đó. Sọc phá lăng là cái đeo đó. Không nhìn thấy ai bình luận cả ở bên này, mạng yếu ở bên này à. Mạng yếu ở chi? Biết xa nữa. Biết xa. Nó có hộp nồng lúc rồi nè. Nét xa này bên đây lòi bài khôn mừng đó. Thầm mà đà mà chi. Điều này cái sọc xào lòi đó. Lòi sao. Điều này hào đấy lòi sao. Ồ vẫn thấy được cái bình luận. Có thể hên lấy tôi điều đi. Cảm ơn Hoàng Nam. Chúc anh em bình luận là nghĩ nó thấy bình luận là mạng yếu của chị chi thì do lần sang đây đang dùng sim Việt, dùng mạng Việt theo mình nhìn mà vào nét xa thì chẳng hạn. Mẹ cái tay này bố mới cho mình đấy bố này. Nét sạp. Nát ê kìa. Anh đang tận trung ở đây đang anh đang đi chơi gái, mấy em đi chơi gái, rồi đang đi sang tận châu Âu rồi. Đố cái thằng Việt Anh đi làm từ thiện trồng cần sa bán cho nghiện tổ. Trước khi mình nói mình phải tìm hiểu. Mày không biết là bán cho bộ y tế à? Bên đi mày thử lấy ra một cân mày bán là thằng nhận mày bán được không? Mà cái mày trà mày bên nước họ cho phép thì kể cả bán cho ai đó là việc của người khác. Nên ngu, để mấy cái thằng ngu dắt mũi nói chi sủa theo ngu. Mẹ cần xa nó là thuốc, mày biết bây giờ mày thấy quân Nghệ An ta bên đi bao nhiêu người không? Mà mày nói hắn đấm nhiễm mồm cả ít nhất mẹ ít nhất 1.000 người, hơn 1.000 người Nghệ An làm bên đi này. Nói mà mày biết rồi. Ngu thì ngu đặc biệt.
bật tên nét lên. Luân thì không giàu mà được cái đủ ăn đủ tiêu và đủ ăn chơi tết, còn giàu thì không giàu. Bọn nó giàu thì để bọn nó giàu, Luân thì chẳng giàu. Luân ăn chơi kiểu vậy, Luân cho kiểu vậy, làm sao mà giàu được. Anh đi mấy nước Đông Nam Á rồi, Tây Á rồi. Ô lèo, bất ngân như mẹ lắm. Vì tê vì mà. Hello, thích đủ thứ. Chào nha. Bye bye anh em nha. Nếp.